Vì sao gọi là đẳng dũng tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này khiến cho các thắng định bình đẳng rỗng xuất nên gọi là đẳng dũng tam ma địa vì sao gọi là nhập ngôn từ quyết định tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này chắc chắn có thể nhập định ngôn từ nên gọi là nhập ngôn từ quyết định tam ma địa vì sao gọi là đẳng nhập tăng ngữ tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này mình đẳng ngộ nhập các định danh giải thích nghĩa lý nên gọi là đẳng nhập tăng ngữ tam ma địa vì sao gọi là quán phương tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này có thể quán chiếu các định phương nên gọi là quán phương tam ma địa. Vì sao gọi là trì ấn tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này có thể giữ chọn diệu ấn các định nên gọi là trì ấn tam ma địa. Vì sao gọi là vô phong thất tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này không quên mất tướng các định nên gọi là vô vong thất tam ma địa. Vì sao gọi là chư pháp đẳng thú hải ấn tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này khiến cho các thắng định bình đẳng hướng vào như biển cả thu nhận các dòng sông nên gọi là chư pháp đẳng thú hải ấn tam ma địa. Vì sao gọi là biến phú hư không tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này có thể biến khắp che chở các đẳng chỉ như hư không, không lựa riêng chỗ nào nên gọi là biến phú hư không tam ma địa. Vì sao gọi là kim cương luân tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này có thể trụ trì tất cả thắng định khiến không tán hoại như kim cương luân nên gọi là kim cương luân tam ma địa vì sao gọi là vô lượng quang tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này sẽ phóng vô lượng tia sáng chiếu khắp các loài hữu tình khiến chúng nhớ nghĩ đến pháp đã từng lãnh thọ và làm các việc lợi ích lớn nên gọi là vô lượng quang tam ma địa vì sao gọi là vô trước vô chướng tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này sẽ xa lìa các sự nhiễm đắm và tất cả chướng ngại nên gọi là vô trước vô chướng tam ma địa vì sao gọi là đoạn chư pháp luân tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này sẽ chứng lý vô sanh đối với tất cả pháp khiến chấm dứt khổ sanh tử chẳng còn tiếp nối nữa nên gọi là đoạn chư pháp luân tam ma địa vì sao gọi là xả bảo tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này đối với tướng các định còn xả bỏ huống gì các phiền não và tướng các pháp mà lại chẳng bỏ ư thế nên gọi là xả bảo tam ma địa vì sao gọi là biến chiếu tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này sẽ chiếu khắp các định, khiến chúng được rực rỡ nên gọi là biến chiếu tam ma địa. Vì sao gọi là bất luyến tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này không có sự mong cầu đối với tất cả pháp nên gọi là bất luyến tam ma địa. Vì sao gọi là vô tướng trụ tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này, không thấy trong các định có một pháp nào đáng trụ nên gọi là vô tướng trụ tam ma địa. Vì sao gọi là bất tư duy tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này thì tất cả pháp tâm và tâm sở thấp kém đều không lay chuyển nên gọi là bất tư duy tam ma địa. Vì sao gọi là vô cấu đăng Tam ma địa? Vì khi trụ Tam ma địa này như cầm đèn sáng soi rõ các định nên gọi là vô biên quang Tam ma địa. Vì sao gọi là vô biên quang Tam ma địa? Vì khi trụ Tam ma địa này có thể phát ra đại quang minh chiếu khắp không bờ mé nên gọi là vô biên quang Tam ma địa. Vì sao gọi là phát quang Tam Ma địa? Vì khi chủ Tam Ma địa này có thể phát ra quang minh thắng định nên gọi là phát quang Tam Ma địa. Vì sao gọi là phổ chiếu Tam Ma địa? Vì khi chủ Tam Ma địa này lúc nào cũng có thể chiếu khắp các thắng định nên gọi là phổ chiếu Tam Ma địa. Vì sao gọi là tịnh kiên Tam Ma địa? Vì khi chủ Tam Ma địa này sẽ đạt được tánh thanh tịnh và bình đẳng của các đẳng trì nên gọi là tịnh kiên Tam Ma địa vì sao gọi là vô cấu quang tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này có thể trừ sạch cấu bẩn nơi định cũng có thể chiếu rõ tất cả đẳng trì nên gọi là vô cấu quang tam ma địa vì sao gọi là phát diệu lạc tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này có thể lãnh thọ sự an vui mầu nhiệm của các định nên gọi là phát diệu lạc tam ma địa. Vì sao gọi là điển đăng tam ma địa? Vì khi chủ tam ma địa này chiếu các đằng trì như đèn điện sáng nên gọi là điển đăng tam ma địa. Vì sao gọi là vô tận tam ma địa? Vì khi chủ tam ma địa này đối với các đằng trì chẳng thấy có chỗ cùng tận nên gọi là vô tận tam ma địa vì sao gọi là cụ oai quang tam ma địa vì khi chủ tam ma địa này oai quang được độc thạnh đối với các đằng trì nên gọi là cụ oai quang tam ma địa vì sao gọi là ly tận tam ma địa vì khi chủ tam ma địa này thấy các đằng trì để hết tất cả chẳng thấy có chút phần pháp tướng nào nên gọi là ly tận tam ma địa. Vì sao gọi là bất khả hủy tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này thấy các đẳng trì không có tỳ vết nên gọi là bất khả hủy tam ma địa. Vì sao gọi là khai phát tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này thấy các đẳng trì hoàn toàn khai phát nên gọi là khai phát tam ma địa. Vì sao gọi là nhật đăng tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này các định phát ánh sáng chiếu khắp nên gọi là nhật đăng tam ma địa. Vì sao gọi là tịnh nguyệt tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này, các đẳng trì này như mặt trăng phá đi sự tăm tối nên gọi là tịnh nguyệt tam ma địa. Vì sao gọi là tịnh quang tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này sẽ đắc quả vô ngại giải. Đối với các đẳng trì nên gọi là tịnh quang tam ma địa. Vì sao gọi là vô động tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này khiến cho các đẳng trì không lay động, không lung lay, không kiêu mạn, nên gọi là vô động tam ma địa. Vì sao gọi là phát minh tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này khiến cho các cửa định phát ra ánh sáng chiếu khắp nên gọi là phát minh tam ma địa. Vì sao gọi là ưng tác bất ưng tác tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này chiếu các đẳng trì tất cả việc nên làm, việc không nên làm đều được hiện rõ nên gọi là ưng tác bất ưng tác tam ma địa vì sao gọi là trí chẳng tướng tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này thấy được tướng diệu trí của các đẳng trì nên gọi là trí chẳng tướng tam ma địa vì sao gọi là kim cương man tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này có thể thông đạt tất cả pháp mà chẳng thấy có tướng tất cả nên gọi là kim cương man tam ma địa vì sao gọi là trụ tâm tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này, tâm chẳng dao động, chẳng biến chiếu, cũng chẳng tồn giảm. Chẳng nghĩ có tâm ấy nên gọi là trụ tâm tam ma địa vì sao gọi là phổ minh tam ma địa? vì khi trụ tam ma địa này có thể quan chiếu ánh sáng của các định nên gọi là phổ minh tam ma địa. vì sao gọi là thiện trụ tam ma địa? vì khi trụ tam ma địa này có thể an trụ các đẳng trì một cách khéo léo nên gọi là thiện trụ tam ma địa. vì sao gọi là bảo tích tam ma địa? vì khi trụ tam ma địa này sẽ quán các đẳng trì như kho báu nên gọi là bảo tích tam ma địa. Vì sao gọi là diệu pháp ấn Tam Ma địa? Vì khi trụ Tam Ma địa này có thể ấn chứng các đẳng trì, bằng ấn vô ấn nên gọi là diệu pháp ấn Tam Ma địa. Vì sao gọi là pháp bình đẳng tánh tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này chẳng thấy có một phần nhỏ pháp nào xa lìa pháp bình đẳng, nên gọi là pháp bình đẳng tánh tam ma địa. Vì sao gọi là xả ái lạc tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này xả bỏ ái lạc đối với tất cả định và tất cả pháp, nên gọi là xả ái lạc tam ma địa vì sao gọi là pháp dũng mãn tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này tướng của tất cả pháp đều biến mất mà viên mãn hoàn toàn đối với giáo pháp của phật nên gọi là pháp dũng mãn tam ma địa vì sao gọi là phiêu tán tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này có thể làm cho các định tan tác các pháp nên gọi là phiêu tán tam ma địa. Vì sao gọi là phân biệt pháp cú tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này có thể phân biệt pháp cú các định một cách khéo léo nên gọi là phân biệt pháp cú tam ma địa. Vì sao gọi là bình đẳng tự tướng tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này sẽ được các đẳng trì rất ưa thích, tự tướng bình đẳng nên gọi là bình đẳng tự tướng tam ma địa vì sao gọi là ly văn tự tướng tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này không được các đằng trì ưa thích tướng văn tự nên gọi là ly văn tự tướng tam ma địa vì sao gọi là đoạn sở duyên tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này sẽ chấm dứt tướng cảnh sở duyên của các đằng trì nên gọi là vô biến dị tam ma địa vì sao gọi là vô biến dị tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này không chứng được tướng biến dị của các pháp nên gọi là vô biến dị tam ma địa. Vì sao gọi là vô phẩm loại tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này không đạt được tướng phẩm loại riêng của các pháp nên gọi là vô phẩm loại tam ma địa vì sao gọi là nhập danh tướng tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này sẽ ngộ nhập danh tướng sai khác của các pháp nên gọi là nhập danh tướng tam ma địa vì sao gọi là vô tướng hành tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này đối với tướng các định đều không thấy chứng đắc nên gọi là vô tướng hành tam ma địa vì sao gọi là ly ế ám tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này có thể loại trừ sự tối tâm của các định, nên gọi là ly ế ám tam ma địa. Vì sao gọi là cụ hành tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này sẽ thấy đủ các hành tướng sai khác của các đằng trì, nên gọi là cụ hành tam ma địa. Vì sao gọi là bất biến động tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này không thấy sự biến động của các đẳng trì nên gọi là bất biến động tam ma địa vì sao gọi là độ cảnh giới tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này sẽ vượt qua tướng cảnh sở duyên của các đẳng trì nên gọi là độ cảnh giới tam ma địa vì sao gọi là ly tập chúng đức tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này đối với tất cả pháp và tất cả định chẳng đạt được tướng nhóm vì tất cả pháp không thể nhóm nên gọi là ly tập chúng đức tam ma địa vì sao gọi là quyết định trụ tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này tuy quyết định trụ các định nhưng biết tướng và cảnh định ấy không thể nắm bắt nên gọi là quyết định trụ tam ma địa vì sao gọi là tịnh diệu hoa tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này làm cho các đằng trì đều được thanh tịnh trang nghiêm nhưng lọng lẫy như diệu hoa nên gọi là tịnh diệu hoa tam ma địa vì sao gọi là cụ giác chi tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này thì tu bảy giác chi mau được viên mãn nên gọi là cụ giác chi tam ma địa vì sao gọi là vô biên biện tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này sẽ đạt được biện tài vô biên đối với các pháp, nên gọi là vô biên biện tam ma địa. Vì sao gọi là vô đẳng đẳng tam ma địa? Vì khi trụ tam ma địa này sẽ được tánh vô đẳng đẳng của các đẳng chỉ, nên gọi là vô đẳng đẳng tam ma địa. Hết quyển thứ 488.